Xin được mời kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã cùng truy cập vào kênh YouTube chính thức của Eway 301. Và trong chương trình ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều anh em, đó là so sánh âm thanh combo loa 3 đường tiếng trước và sau khi sử dụng mạch phân tần để xem âm thanh nó khác nhau như thế nào. Và thứ hai là em cũng sẽ điểm danh báo giá 3 mẫu mạch phân tần 3 đường tiếng, hay còn gọi là mạch 3 way, giá từ bình dân đến cao cấp để các anh em nghiên cứu lựa chọn mua sắm nhé. Rồi, trước tiên thì em sẽ thực hiện so sánh âm thanh combo loa 3 đường tiếng bass 30 trung 12 và một chép kèn. Đây em sẽ đấu trực tiếp chiêu qua mạch phân tần. Bây giờ em sẽ chuyển sang lắp mạch phân tần 3 đường tiếng. Và ở đây thì em cũng sẽ sử dụng một mẫu mạch phân tần 3 đường tiếng rẻ nhất trong 3 mẫu ở đây để test các anh em cùng theo dõi nhá. Thì để đấu cái mạch phân tần, anh em đấu rất là đơn giản theo ký hiệu ở trên mạch. Ví dụ anh em dùng mạch cấu hình 3 đường tiếng như này thì anh em đấu có sẽ ký hiệu đường bát này, dây cho loa bát này, đây ạ. Các anh thấy chưa? Thì các anh em sẽ đấu âm dương. Nó sẽ có hai dây, một đen một trắng. Đấy, dây màu đen này sẽ anh em nhìn trên mạch này, trừ đấy là dây màu đen, trắng là dây dương, thì các anh em đấu âm dương vào loa bass 30 này. Đấy, chép này, chép này, tương tự như vậy, loa chép thì anh em đấu âm dương vào loa chép. Median là loa mid, thì dây của loa mid thì anh em đấu cho loa trung. Còn input là đường cọc loa vào, chúng ta sẽ đấu vào cọc loa để lấy tín hiệu, được chưa ạ? Bây giờ em sẽ lắp luôn. Để đỡ mất thời gian của các bác và anh em đã đấu sẵn dây dẫn các đường từ mạch phân tần cho các củ loa tương ứng. Input sẽ từ cọc loa đi vào mạch phân tần, và ở đây nó sẽ phân chia các tần số thấp thì cho loa bass, tần số trung thì cho loa mid và tần số cao cho loa chép. Đấy, mạch phân tần của hãng Sinet. Xin mời các anh em cùng theo dõi nhé. Âm thanh sau khi lắp mạch phân tần này. Nghe thấy âm thanh của nó rất là rõ ràng, tách bạch, cái bát trung chép nó không bị dối, nó không oang oang như cái loa phường vậy. Khi chúng ta lắp trực tiếp, đây loa bát 30, loa bát 30 em lắp ở bên ngoài, các anh em thấy chưa? Mà tiếng của nó cũng rất là lực. Đấy. Vừa rồi là em vừa test cái mạch gọi là mạch rẻ nhất trong 3 mạch ở đây, để anh em cũng thấy cái sự khác biệt rồi. Đương nhiên rồi, khi có mạch phân tần, thứ nhất là có cái linh kiện nó bảo vệ loa của chúng ta. Thứ hai là nó sẽ giúp phân chia tần số của nó đi đúng từng củ loa tương ứng. Và sau đây thì em sẽ báo giá 3 mẫu mạch phân tần để các anh em nghiên cứu nhé. Thứ nhất là mẫu mạch phân tần em vừa test ở đây là mạch phân tần 3 đường tiếng của hãng Zinet. Cầm cái mạch trên tay thì anh em thấy rằng là nó khá là chắc chắn, khá chỉnh chu. Và đặc biệt là mức giá một cặp này có sẵn dây dẫn nhé, 290.000 đồng một cặp mạch phân tần 3 đường tiếng bát. Anh em đấu cho từ bát nhỏ, từ bát 12, 14, 16, 18, đặc biệt là anh em đóng loa di động hoặc là loa Bluetooth, đến bát lớn như bát 20, 25, 30 như em đóng ở đây, đánh vô tư. 290.000 đồng một cặp có sẵn dây dẫn, và bên em giao hàng toàn quốc, các bác anh em nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán. Rồi, cái mẫu thứ hai là mẫu mạch phân tần AB503. Tương tự mẫu này sẽ được hàn sẵn dây nhá. Đấy, dây thì em sẽ hàn sẵn dây cho các bác vào nhé, AB503. Thì anh em nhìn cái mạch còn chất lượng, rất chất lượng. Bass này anh em đấu cho loa bass này. Input là cọc loa vào. Median là đấu cho loa trung. Và
phần chép đấy, đều chép, đều cho loa chép. Có cộng trừ các anh em thấy chưa? Dấu cộng dấu trừ này. Đó. Một cặp mạch phân tần AB503 ba đường tiếng này. Có giá là 450.000 đồng một cặp. Và mẫu thứ ba. Đây là mẫu mạch phân tần ba đường tiếng, model là PA3T. Mạch này thì nó gấu khủng hơn rất là nhiều, các anh em nhìn cho. Các cả các cọc loa anh em không cần phải hàn kẹp dây vào đây. Đấy. Và mạch của nó làm rất chất lượng. Ở đây là có bộ phận bảo vệ loa chép này. Đấy. Và một cặp mạch phân tần 3 đường tiếng PA3T này có giá là 980.000 đồng. Các bác và anh em có nhu cầu về mua mạch phân tần nói riêng và các sản phẩm liên quan đến phụ kiện audio nói chung thì vui lòng nhắn tin, gọi điện số điện thoại ở trên màn hình, bên em giao hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán. Và em có một cái lưu ý thêm là giá em báo đây là chưa bao gồm cước vận chuyển.